Mình chơi một trò chơi ha. Ví dụ con như ngon quá mẹ ơi. Mẹ biết kia. Dạ. Vần này là vần gì? Ôm mà ôm đúng không? Dạ. Rồi giờ con vần ôm này có những chữ nào con nói cho mẹ nghe coi. Có phần từ nào có phần ôm? Tôm. Đây ha. Tôm. Rồi, cái gì nữa? À, từ con tôm á. À, tôm, cái gì nữa? Đốm nữa. À, rồi con viết ra đi. À, con từ nào nữa không? Chơm chơm. À, chơm chơm. Rồi, biết chơm. Nè. Hả? À, mày biết từ. À, mày nghĩ là từ nào mày viết tới xong rồi tới con ha. Dạ. Hay là mẹ viết một từ chơm chơm, con viết một từ. Con... Mẹ viết một từ chơm, con viết một từ chơm, vậy là chơm chơm. Thôi, rồi viết một từ thôi, chơm. Rồi còn từ gì nữa không? Từ gì nữa hả? Mình thêm âm coi. Ví dụ như âm đầu là âm không biết. Âm gì? Âm đầu của từ con, âm đầu của từ tờ tờ. Gơm. Đây, từ gì nữa? Gơm lại vô mà. Gơm, cục gơm đúng không? Gơm. Eraser. Gơm đúng rồi. Gơm lại đúng không? Rồi con viết cục gơm đi. Cục gơm. Con viết chữ gơm thôi nha. Gơm gơm hay gơm sắt. Gơm gơm sắt gớm. Nặng. Gồm. Huyền. Gồm. Gồm có nghĩa không? Không. Gồm bao gồm á. À. Bao gồm á. Mẹ. Gớm viết rồi con mà. Gớm viết là phần ơ, ơ mờ ôm rồi. À, mình viết thì gồm ha, cục gồm ha. Gồm, gồm tẩy. Ơ mờ ôm đúng không? Ừ. Ơ mờ ôm. Gồm. Đây. À, tới mẹ hả? Dạ. Con là tới mẹ. Mẹ mơm. À, rồi mẹ tìm ra đây. Mờ ôm. Mơm huyền. Mơm. Mơm. Mơm hẻ hả? Cái mơm là cái miệng á. Mơm hẻ. Người trong Nam mình gọi là cái miệng. Mà ở ngoài Bắc thì gọi là mơm. Cái mơm. Bò. Tới con á. Dạ. Nôm. À, đáp thử nha. Nôm. Nào, nào với bằng ôm coi. Ôm nôm. Nôm. Sắc thì. Nôm. Huyền. Nôm. Nặng. Nôm. Nôm. Hình nộm. Đúng không? Hình nộm đấy chị. Hình nộm là giống như là, ví dụ như là ở đồng ruộng lúa ha. Nếu người ta muốn đuổi chiên, người ta làm một cái hình nộm, người ta để đó. À, có bùi nhìn đó. À, đúng rồi, bùi nhìn đó là một loại hình nộm á. Đúng rồi, hay quá. Rồi, để con viết chữ gì? Nộm là một nộm. À, nộm là một nộm. Mình không có như bài á mà. Ôm mà ôm đúng không? Đây, phần ôm mà giờ mình làm tới phần ôm mà ôm. Vậy em nè, em viết ra chữ ôm mà ôm. Chưa, cái trò chơi này thì mẹ chứ không còn chưa có kết thúc mà. Phần này là phần gì? Ơ mà ôm. Có từ gì? Mày con một hết. Từ mẹ một từ. Mẹ. Hả? Mày dễ hết mấy cái. Rồi giờ con viết một từ, mẹ viết một từ. Rơm. Rơm là con viết đi. Viết đây nè, phần ôm viết đây. Thơm. Thơm hả? Thơm, này con viết tên ạ. Thơm. Bơm. Bây giờ con đáp thử bờ ôm đúng không? Bơm. Sắc. Bơm. Bơm chút bơm. Huyền. Hỏi. Bơm. Nặng. Bơm. Từ nào có nghĩa? Bơm có nghĩa bơm. Nghĩa bơm. Bơm là gì? Bơm. Bơm. Bơm như là sao?
bơm, bơm bơm xe đạp đấy đúng không? Ừ. Rồi bơm, bơm cũng có nghĩa nữa đó. Biết nghĩa gì không? Rồi là gì? Thằng bơm á. Thằng bơm có cái bạc mo, cái ông xin đổi bà bò chín châu. À, gặp lại ai mình nói ồ nhìn nhìn bạn bờm quá à. Nói rất là bờm sư tử. À bờm sư tử cũng đúng đấy ha. Còn ai mà gặp con nó nhìn bạn bờm quá à, chứ là nói sao không, mày nhìn con khờ quá. Bờm. Rồi con chọn từ nào? Bờm. Từ bơm hay bờm? Bờm hay bờm? Con nghe tới bờm nhậu. Hay là bờm gì ta? Bợm tức là à, người mà dùng nhiều á. Bợm nhậu là người uống nhiều bia, nhiều rượu. Còn à, bợm gì nữa hả? Kệ đi. Bợm đi. Đúng học là bợm kem. Ăn kem nhiều. Bợm kem phải không? Hay bợm gì? Các con dùng từ nào? Bợm game á. Bợm game á hả? Bợm, bợm game. Rồi con chọn từ nào? Bơm. 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 Thế mẹ hả? Ừ. À, có từ này gần. Có từ này gần gũi lắm mà chị. Mà con chưa tìm ra. Cờ. Cơm. À đúng rồi. Cờ ông cơm. Là gì nữa? Cờ cơ. Cờ cái đó. Đang tìm bằng ôm mà. Cơm, cơm, sắc cơm. Cơm, cơm, đây. Từ này nữa. À, con dùng từ đơm. Biết chữ đờ, biết sao. Biết chừng lộn rồi đó, biết ngược rồi đó. Sao vậy? À, con chọn từ gì? Đơm. Đơm. Đơm là cái gì? Đơm là đàm ở trong miệng mình thấy không? Đơm. Ừ. À, tới mẹ hả? À, mình chỉ viết hai cái từ này bằng à, một từ nữa thôi, một từ nữa thôi cho bạn nha. Bia xe. À, mớm. À, mớm, mớm cho chim mẹ, mớm cho chim con ăn. Con có bị mớm nè. Mớm của con là ấm o, mà ấm mớm sao mớm. Miệng mớm. Còn mớm cho chim con ăn, đút chim con ăn. Nè nè, giờ đây. Rồi. Rồi. Nữa không? Tìm nữa không? Dạ không, giờ mình vẽ hình nha. Giờ không phải vẽ hình, giờ chơi trò. À, trò, trò vỗ tay bà cho ăn bánh, nhớ không? Ờ, đúng rồi. Đúng không? Nhớ, nhớ trò đó không? Nhớ. Rồi, ví dụ ha, mẹ đọc trước rồi tới con ha. Ờ. Nhưng mà ví dụ như con chọn vần ôm, từ nào có vần ôm thì mình đọc những từ bên vần ôm này ha. Dạ. À, vần ôm mà ôm thì đọc những từ bên ôm mà ôm nha. Vỗ tay bà cho ăn cơm. Vỗ tay bà cho ăn cơm. Không, vỗ bà thơm cái đầu. Thấy không? Đâu rồi. Cười quá à. Thấy dụ con dùng một từ không phải là mấy từ này. Không, ở trong đây là mình chỉ dùng những từ, những vần trong đây thôi. Tất cả này đều là vần ôm hết. Dùng những từ trong đây thôi nha. Rồi. Rồi, tới con. Vỗ tay bà trang thơm. Không vỗ bà ôm cái đầu. À, vỗ tay bà cho à, vỗ tay bà cho ăn tôm. Ừ. Không vỗ bà xong. Mớm cái đầu. Cử là vỗ. Okay. Vỗ tay bà cho ăn chôm chôm. Ừ. Không vỗ bà lơm cái đầu. Lơm à? Lơm cái đầu à? Cũng được luôn, có phần âm chấp nhận. Hai mấy từ nào không có nghĩa đọc vô cũng được. À. Vỗ tay bà cho ăn thơm. Không vỗ bà gom cái đầu. Vỗ tay bà cho ăn cơm. Không vỗ bà xôn cái đầu. Xôn cái đầu. Bây giờ con sẽ viết những từ khác. Mình dựa vào những từ này. Nhưng mà con không có viết vần giống như vậy. Thôi mình đang chơi vần mà.
mẹ chọn rồi con cũng có thể chọn từ đó. Giờ tới con. Dạ. Dạ. Vỗ tay bà cho ăn đờm, không vỗ bà lồm cái đầu. Vỗ tay bà cho ăn gơm, không vỗ bà bơm cái đầu. À, để con. Vỗ tay bà cho ăn nộm, nếu không vỗ bà lộn cái đầu. Em chọn những từ trong đây đi. Ví dụ hay gì mình vừa vỗ tay mình nói vỗ tay bà cho ăn cơm, không vỗ bà thơm cái đầu. Để con vỗ tay mình. Rồi ok. Vỗ tay bà cho ăn cơm, không vỗ bà lơm cái đầu. Vỗ tay bà cho ăn chôm chôm, không vỗ bà mớm cái đầu. Vỗ tay bà cho ăn con tôm, không vỗ bà lơm cái đầu. Vỗ tay bà cho ăn thơm, không vỗ bà nớm cái đầu. Vỗ tay bà cho ăn cơm, không vỗ bà bơm cái đầu. Vỗ tay bà cho ăn gơm, không vỗ ăn gơm nữa hả? Không vỗ bà gơm cái đầu. Gơm đầu. Vỗ tay bà cho ăn cơm, không vỗ bà bơm bơm cái đầu. Rồi giờ mày nói một từ nữa, mình chuyển sang một từ. Nói một từ nữa rồi mình nghỉ ha. À không, nói một từ nữa con sẽ nghỉ luôn trời chứ. Chắc mình nôn lắm nè. Rồi tới này nói thì con nói hay mẹ nói? Mẹ. Vỗ tay bà cho ăn cơm, không vỗ cơm bà... hay gì đâu hết trong từ này. Lấy từ đâu đây? Vỗ tay bà cho ăn nộm, không vỗ bà gơm cái đầu. Là ok vậy con xíu.